Với nét hoang sơ và thơ mộng, vùng biển Hải Hòa là địa điểm du lịch biển lý tưởng ở huyện Tĩnh Gia. Tuy nhiên hiện nay, việc quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hải Hòa vẫn còn nhiều bất cập. Nội dung này sẽ được đề cập trong phần đầu của chuyên mục. Đến với khu du lịch sinh thái Bến En, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiểu mục Qua miền di sản sẽ giới thiệu về văn hóa bản địa của làng Vơn, một bản dân tộc Thái tại Bến En. Nằm ở vùng duyên hải của Tĩnh Gia, cạnh quốc lộ 1A và chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km, cách khu kinh tế động lực Nghi Sơn 15 km. Xã Hải Hòa có cảnh quan sinh thái đa dạng, bờ biển trải dài với cát trắng mịn màng, mặt nước trong xanh, xa xa là đảo Mê, liền kề bãi biển là núi, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình, một không gian thoáng đãng và yên bình, rất thuận lợi để phát triển du lịch. Hiện tại, khu du lịch Hải Hòa đã có 33 nhà hàng khách sạn, trong đó có 4 khách sạn lớn là Cao Nguyễn, Xanh Hà, ACB, Đại Dương, Tân Thịnh với trên 400 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 1 sao. Ngoài các nhà hàng lớn phục vụ nhu cầu ăn uống, khu du lịch còn có nhiều nhà hàng nhỏ dân dã nằm sát bờ biển. Theo đánh giá của khách du lịch, Hải Hòa được xếp vào một trong 6 bờ biển đẹp nhất ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, trong năm 2013, biển Hải Hòa đã đón trên 40.000 lượt khách. Hải Hòa đây là một bãi biển rất là đẹp. Và ở đây còn rất là nhiều tiềm năng để mà chúng ta có thể khai thác được. Tuy là đẹp nhưng mà theo em thấy, em là khách du lịch thì em đến đây thì em thấy rất là buồn bởi vì nó không có nhiều quá nhiều điểm vui chơi. Cái cảm nhận đầu tiên của em ạ, tức là cái về khách sạn ấy, dịch vụ á thì cũng chưa được tốt lắm. Tuy nhiên thì về phong cảnh ạ thì hoang sơ và nước biển bắt đầu nó trong hơn thì mình tắm mình cảm thấy thoải mái hơn. Biển cũng rất là đẹp, hoang sơ mà rất là thân thiện, người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thực ra ở đây một số dịch vụ nó vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng mình tin tưởng rằng theo thời gian thì khu vực này nó sẽ ngày càng phát triển hơn, và những cái năm tiếp theo thì mình vẫn hy vọng, mình vẫn mong muốn được quay lại cái bãi biển này để gia đình có những kỳ nghỉ vui vẻ. Xác định du lịch biển là một trong những lợi thế của huyện và khu du lịch Hải Hòa được coi là điểm nhấn cho hệ thống cảnh quan, phát triển du lịch. Nên trong thời gian qua, cùng với những chính sách thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở dịch vụ, huyện Tĩnh Gia đã thành lập Ban Xúc Tiến Đầu Tư và Quản lý khu du lịch Hải Hòa. Ban có các nhiệm vụ chính là tăng cường các hoạt động quảng bá, triển khai các giải pháp, quy hoạch xây dựng đồng bộ, tổ chức quản lý tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khu du lịch đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh cho du lịch Hải Hòa, nhưng thực tế hiện nay, khu du lịch này vẫn còn có những khó khăn vướng mắc về quản lý quy hoạch, một số công trình xây dựng triển khai chậm, kéo dài như dự án đường giao thông từ quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Hòa, dự án của công ty Hiền Đức Công Thanh. Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng đất dịch vụ bãi tắm vẫn chưa nghiêm. Hầu hết các kiosk bán hàng của các hộ kinh doanh trên bãi biển đều xây dựng tự phát, không theo quy hoạch. Thậm chí người dân còn bày cả bếp và nấu đồ ăn và bán hàng ngay sát bờ biển như thế này. Rác thải bị vùi vào cát, chỉ cần vài đợt sóng rác lại phơi bày trên bãi tắm, làm mất mỹ quan, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường khu du lịch. Xây dựng môi trường du lịch biển Hải Hòa sạch đẹp, văn minh, thân thiện là mục tiêu mà huyện Tĩnh Gia đang hướng đến. Tuy nhiên để làm được điều này, ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân trong khu du lịch và ngay cả du khách cần phải nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Bến En không chỉ có cảnh đẹp mà xen giữa vùng thiên nhiên kỳ thú này là hàng chục bản làng của trên 14.000 đồng bào thuộc các dân tộc Mường,
Kinh, Thái, Tây cùng sinh sống. Đến nơi đây, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong khu vực rừng quốc gia Bến En thì có 4 dân tộc sinh sống gồm Thái, Mường, Thổ, Kinh. Và làng Vơn là một trong những ngôi làng còn giữ được khá nhiều nét của dân tộc Thái. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi vào làng và tìm hiểu cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân nơi đây. Dạo quanh làng Vơn, chúng tôi bắt gặp rất nhiều điều. Những cảnh sinh hoạt đời thường rất đỗi bình dị của người dân nơi đây. Con gái Thái xinh đẹp, duyên dáng trong bộ váy dân tộc. Không một nét phô diễn khơi gợi, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng bao du khách gần xa. Cô ơi, cái trang phục của người phụ nữ Thái như thế này thì còn thiếu cái gì nữa không ạ? Trang phục của người Thái thì mặc thế này cũng đẹp, nhưng còn thiếu cái khăn. À, đấy ạ. Cái khăn bây giờ cô giúp cháu thì quấn khăn. Cô giúp cháu quấn cái khăn thể hiện nghề dân tộc nhé. À, vâng ạ. Trang phục của người phụ nữ Thái có những nét riêng nổi bật, không thể pha lẫn với các dân tộc khác. Bộ trang phục ngày thường, áo ngắn có cổ tròn, viền nhỏ, xẻ thêm hai bên vai để chui đầu khi mặc. Tay áo may chặt, bó lấy cánh tay tròn. Màu áo phổ biến là màu xanh và trắng, thân váy dài trùm gót, màu đen chàm. Phụ nữ Thái rất thích dùng đồ trang sức như xà tích, vòng bạc, đeo cổ, đeo tay. Tóc thường được búi cố định sau gáy. Thưa quý vị và các bạn, với bộ trang phục như này tôi thấy mình đã khá giống với một người phụ nữ Thái. Và quý vị khi đến thăm Bến En, khi đến với làng Vơn, nhất là các bạn nữ, hãy thử một lần chúng tôi khoác lên mình bộ trang phục của người phụ nữ Thái. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất thú vị. Thưa quý vị và các bạn, khi đến với đồng bào dân tộc Thái thì khám phá ẩm thực của người Thái cũng là một điều hết sức đặc biệt. Và bây giờ thì cô Lô Thị Nguyên sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn đặc biệt của người Thái, đó là món canh đắng. Cô Nguyên này, món canh đắng của mình thì sẽ nấu với cái gì hả cô? Món canh đắng của dân tộc Thái thì chủ yếu là nấu với thịt, nhưng ngon nhất vẫn là thịt gà. À, thịt gà. Thịt gà thì mình sau khi mình làm thịt mình băm nhỏ thế này. Vâng. Rồi từng bước coi như là gia vị của nó là gồm có sả này. Sả. Hành này, đây là hành. Vâng. Đây là gừng. Vâng. Đây là coi như là mẻ, bò quẹ tí mẻ, rồi là đây là gạo giá, là bột gạo ạ. À, đây là sao phải nấu với bột gạo hả cô? Nấu với bột gạo để cho nó coi như là nó ăn nó vừa bùi vừa là, tức là cái bản sắc của dân tộc đó là người ta phải ăn như thế. Ăn canh đắng rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên là cho biết là có món canh đắng mà nấu với có gia vị thêm là món gạo có xay. Là bột đấy đúng không ạ? Bột đấy, gạo ngâm thì ta giã ra. À. Một món không thể thiếu đó là lá đắng. Lá đắng thì ta bứt nhỏ ra. Ta bứt nhỏ. Xé như này à, đúng rồi mình. Ta bứt đi cái cuống thế này. Hầu như là nhà nào cũng có một cái lá đắng đúng không ạ? Thì là món ăn này là món ăn gần như là món ăn đặc trưng của người Thái đúng không? Đặc trưng của người Thái. Này không phải mình sẽ thái nhỏ đúng không cô? Để thái nhỏ ra. Cô bây giờ cho sẽ thái lá đắng cô nhé. Ta bỏ tí dầu vào để cho thịt gà này. Cái đây là một món ăn rất quen thuộc của dân đặc trưng của người Thái. Xào chín thì xong rồi mình sẽ cho các gia vị hả cô? Không, các gia vị. Bây giờ ta cho, chúng ta cho tiếp chứ. Xong đảo cho đều. Bắt đầu có mùi thơm rồi đấy. Ta đảo xong rất đều. Thế còn cái mẻ này thì sẽ cho vào lúc nào ạ? Ta bỏ sau. À đấy ạ, ta bỏ sau. Nghe mùi thơm rồi cháu nhỉ? Thơm lắm rồi cô ạ. Rồi. Giờ ta cho một tí nước mắm để nó có mùi thơm thêm. Rồi. Bây giờ số gia vị cô đã bỏ hết, còn mỗi mình cái mẻ thì ta tí nữa ta bỏ sau. Ta bỏ sau. Bây giờ thịt gà gần chín rồi thì ta xào. Ta mẻ tí nước mẻ vào. Cái lá đắng nó ngấm gia vị đúng không cô? Đúng. Ngấm đều và có màu xanh. Đấy thì mình sẽ cho mẻ vào.
Thơm quá. Sẽ nấu trong thời gian bao nhiêu hả cô? Ta nấu lấy khoảng 1 phút rồi tí là tao bỏ cho vào. Cho nước ạ? Cho nước vào. À, cho nước xâm xác, sau đấy thì mình, tao mình bỏ nấu bộ. Lâu không nữa thì sẽ được ạ? Cho nước, cho vào nước sôi. Nước sôi. Thưa quý vị các bạn, một cái đặc trưng, rất đặc trưng của món canh đắng của người Thái ở đây, đó là sau khi mà mình đã các gia vị thịt gà, rau và các gia vị mình đã xào xong thì có một cái đặc biệt nhất đấy là có gia vị nữa là bột gạo đúng không cô? Bột gạo thì bây giờ mình sẽ cho như thế nào ạ? Bột gạo thì bây giờ nước đã sôi sẵn rồi. Ta sẽ đưa cho bột gạo nhưng mà cho rất từ từ, không để nó đóng cục lại nhá. Cho bột gạo chúng ta sẽ cho từ từ thế này, vừa cho vừa nguấy mà nguấy chỉ một chiều thôi nhá, không nó đóng lại nhá. Rồi. Đó. Bây giờ ta nguấy này. Ta nguấy trong nguấy. Quấy đều theo một chiều. Quấy đều. Rồi bây giờ cháu cho cháu cho thịt vào. Sẽ cho thịt vào ạ. Được chưa? Cháu sẽ cho vào. Đây cháu sẽ cho thịt vào. Cô ơi, sau khi mà mình cho thịt vào như này thì mình nấu lâu nữa không thì sẽ... Ta nấu, bây giờ là nó chín rồi đó. Chỉ chờ là thế cái... Là chỉ sôi lên là sẽ được đúng không? Bây giờ chỉ chờ cái bột gạo này nó chín là... Thế ạ. Nó thành cơm là chúng ta là có thể là xong. Đây là bây giờ được một món ăn coi như là đặc trưng của dân tộc rồi đấy. Sôi nó để chín nhé. Thưa quý vị và các bạn, đây là món canh đắng mà lúc nãy cô Nguyên và tôi đã làm và bây giờ thì tôi sẽ thử xem là món canh đắng này có gì đặc biệt. Thực sự là ăn canh đắng rất là nhiều, nhưng mà món canh đắng này rất là đặc biệt. Nó vừa có vị đắng của lá đắng, vị thơm của gừng sả và đặc biệt là cái vị sánh và béo của bột gạo. Đây thực sự là món ăn rất là ngon. Xin mời quý vị. Quý vị và các bạn khi đến với làng Bơn thì chúng tôi thật sự xúc động trước tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Không chỉ được thưởng thức những món đặc sản, một điều hết sức thú vị đấy là chúng tôi còn được lắc ngay trong men say rượu cần và được hòa mình cùng những điệu múa sạp. Chia tay làng Vơn cũng là lúc trời tối. Sự mến khách và lòng nhiệt tình của bà con nơi đây đã khiến chúng tôi thật sự xúc động và cảm thấy lưu luyến. Xin hẹn một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay lại mảnh đất này.